ta tra khó. Bây giờ hãy cùng tiếp tục học bài 24, từ với phần tiếp theo bài 8 quyển 1. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại cách nói từ đắt. Quẩy Quẩy Từ này đã được học trong cụm từ quý tính. Quẩy chỉnh Đắt lắm à? Nguyên văn là rất đắt à? Khấn quẩy mà, Hẳn quầy mà? không đắt. bú quẩy. bú quẩy. hãy nghe và nhắc lại cách nói. quá đắt rồi, đắt quá rồi. thải quẩy lọ, thải quẩy Lợ. thải quẩy lọ thải quẩy lợ. Tương tự hãy dùng cụ thải lợ để nói. Tốt quá rồi. Thải hào lợ. Thải hào lợ. Khó quá rồi. Thải ná lợ. Thải ná lợ. Ba tệ, đắt quá rồi. Săn khoải, thay quẩy lợ. gian khoải, thái quẩy lọ. Bây giờ là cách nói số lượng 2. Lẻng Lẻng Âm Hán Việt là lưỡng. Hai bát Léo quản Léo quản Hai bát cơm, chỉ cơm gạo tẻ thông thường. 两碗米饭，两碗米饭，海巴菜蒸鱼，两碗鸡蛋汤，两碗鸡蛋汤，一公斤，两斤，两斤。 一公斤花果，两斤水果，两斤水果，一公斤桃，两斤苹果，两斤苹果，二个馒头。 Láng gỡ mán thẩu. Láng gỡ mán thẩu. Hãy chú ý giữa số từ và danh từ phải có lượng từ. Hai cái bánh bao. Láng gỡ bao dự. Láng gỡ bao dự. Hai cái sủi cảo. Láng gỡ chéo dự. Lãng gỡ Hai tệ. Lãng khoải. khoải. Hai tệ rưỡi nguyên văn là hai tệ năm. Lãng khoải ủ. Khoải. Ủ. ủ. Láng khoải ủ bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói từ đi ở cuối câu biểu đạt sự thúc giục bà bà học đi dưới bà dưới xí bà ăn đi chưa bà chưa bà uống đi Khưa bà, Khưa bà, hai tệ rưỡi đi ạ. À? Láng khoai ủ bà. Láng khoai ủ bà. Hay nói lại ba tệ, quá đắt rồi. San khoai, thay quẩy lọ San khoai, thay quẩy lọ

ủa máy ủ chín. bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng trung đi ra ngân hàng rút tiền Chuyển ý kháng trùy chén mình về trường ủa khuấy xảo bố À, bà Công việc bận không? Cung dụ ở máng mà. Mike, tên người. Mải Phát âm. Pha in. Lấy mấy cái màn thầu. nhỏ chí cửa màn thầu. 跟跟通通米饭煤啤酒酒水稿内这些饺子这些饺子米色面条 bánh bao, bao tử, mua hoa quả, mải suối quả ba tệ, san khoải, táo nửa kg bao nhiêu tiền, bình của ý chín, bao nhiêu tiền, đắt quá rồi. 太贵了，还得再点啊，两块五吧。